Vâng, xin chào bạn, mình là Kim và hôm nay sẽ đến với buổi đánh giá sản phẩm. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một nhân vật rất là kiều diễm của chương trình chúng ta, đó chính là Piano Roland F100. Với công nghệ Digital Piano thì cái đàn này giúp bạn hoàn thiện hơn trong cái quá trình tập luyện và cũng như quá trình feeling ở trên cái đàn Piano này. Với mức giá của nó thì chỉ bằng một cái BK5 đã qua sử dụng, ít nhiều tiền hơn cái BK3 một chút xíu, nhưng chúng ta sẽ sử dụng được một cái đàn có dạng phím là như Vino. Thưa các bạn, ở đây thì hình thức phím của nó làm rất là nặng, giúp cho người học hoặc người chơi cảm giác nó thực hơn khi cái đồ này nó vẫn cao hơn. Ở cái đàn này thì nó giống như F90 mình đã đánh giá lúc trước, thì nó có thêm một cái tính năng nữa, đó là cái hộp. Với đàn này chúng ta có thể gắn hộp được cho nó, cái nắp này để chúng ta gắn cho nó, khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta có thể gắn nó lại được và nó sẽ rất là tiện lợi đấy, thì nó chống bụi cho chúng ta. Đồng thời ở sau thì nó có cổng jack AUX, rồi jack ra left right và một số jack kết nối với MIDI. Ở dưới chân nó thì nó được trang bị với hai bê đan đấy, bê đan bên này là làm cho tiếng đàn của chúng ta ầm đi, và bê đan này là bê đan reverb để tiếng đàn nó vang ra đấy. Với mức giá như thế thì chúng ta có thể sử dụng một cái đàn như thế này để chúng ta tập ở nhà hoặc là chúng ta phát triển những cái bài mà chúng ta cần. Ngoài ra thì cái cổng phone của nó được trang bị jack 1.5. Jack 1.5 thì giúp bạn không cần phải qua cái jack 6 ly nữa, thì nó rất là tiện. Hai cái đầu micro, hai cái đầu phone ra, cho nên chúng ta có thể tập được hai người lúc, với là màu vàng. Và nó rất ngắn, thì những cái gia đình chung cư hoặc những cái gia đình nhỏ các bạn có thể để được nó tầm khoảng 20 phân hoặc 30 phân thì nó rất ok. Trên đàn thì có một số chức năng như reverb, chức năng vibration để chúng ta cảm ứng, chức năng record sound thì có được rắc 1, rắc 2. Khi bạn nhấn record thì bạn có thể thu được, có những bạn thu được. Đấy, chúng ta có thể thu được rồi đấy. Ngoài ra thì đến sau, hôm sau mình sẽ đi mô tiếp. Chúc bạn thành công, và các bạn có thể like hoặc subscribe kênh của mình để nhận những cái video đánh giá sản phẩm nhiều hơn. Và sau này bạn có thể mua hàng ở chỗ mình, liên hệ qua số điện thoại 0973 955 861, email huynhkin02018881@gmail.com, và những cái đường link Facebook mình đã để dưới video. Cảm ơn các bạn.